Vâng, anh em đi sau nhiều năm thì cái tình trạng mà kính bị xước, kính bị ố thì là cái chuyện thường xuyên rồi ạ. Như con xe Kia Morning này thì đây là cái phần xước cán bộ đi qua cái máy hành thì có thể anh em không nhìn rõ, nhưng mà khi mà cái kính bị xước như này thì anh em đi sẽ rất là khó chịu và rất là khó nhìn, và nhất là vào buổi tối buổi trời mưa mà đi nó rất là cực kỳ lóa đấy, và hạn chế và ảnh hưởng đến cái tầm nhìn quan sát của anh em. Thì cái giải pháp nhiều anh em sẽ là thay kính mới, nhưng mà nhiều anh em muốn giữ lại zin kính của mình thì có thể đến với em Auto 365 Thái Nguyên, Akala Thái Nguyên, với em sử dụng cái phương pháp đó là đánh bóng hiệu chỉnh bề mặt kính cho anh em, xóa xước hết toàn bộ, xóa ố. Thì cái hóa chất em đang dùng đó là cái hóa chất của Gladwell của Mỹ nhé, với máy và hóa chất chuyên dụng để đánh bóng kính cho anh em, xóa được hết, xóa hoàn toàn cái vết xước ở trên cái bề mặt kính này cho anh em này đấy. Chứ anh em không cần phải thay kính nữa đấy, nhờ dòng anh em mà muốn để mà anh em mà chưa biết cái địa chỉ nào mà để mà xóa xước kính này nhá, thì hãy đến với Agala Thái Nguyên, Auto 365 Thái Nguyên. Còn nếu như mà anh em nào mà xem video rồi có thể chụp lại cái hình ảnh của cái kính của mình, comment ở phía dưới video, em sẽ tư vấn hỗ trợ cho các bác miễn phí để em hướng dẫn các bác cách để xử lý cái bề mặt kính của mình. Nếu bị ố thì chỉ cần tẩy ố, và nếu bị xước thì có thể thì bị xước thì phải qua bên em để em xử lý cho các bác như thế này bằng máy và vật liệu đánh bóng chuyên dụng. Còn xước thì các bác sẽ không xử lý ở tại nhà được. Đấy. Còn bác nào đang đi dòng xe nào mà đang bị như thế nào thì comment với dưới video nhé để em hỗ trợ các bác.